Nội dung trong video hôm nay sẽ gồm có thử làm slam với đất sét mua được trên Shopee, cách khắc phục khi đất sét bị cứng, và cuối cùng là công bố kết quả mini game chủ nhân của bộ đồ dùng học tập này đây. Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của chị Bu Bu nha. Xin chào các copy, xin chào các em đang xem kênh. Đầu tiên thì phải nói đến chuyện là tan tan. Cả nhà thấy tay của chị không? Một màu hồng vô cùng giống tên của chị. Cái nguyên nhân của cái này chính là... Hello, xin chào các bạn. Bây giờ chị Bu và bạn Huy đang đi xem show của Boomerang nè, của chị Thu Minh nữa nè. Lát nữa đi vô đến sân khấu thì chị với Huy sẽ quay video clip lại chia sẻ với cả nhà nha. Còn bây giờ thì mọi người đi vô đây. Cầm cái bong bóng lắc ngồi ngay khán đài luôn. Cho nên là bây giờ nó lem ra tay như vậy. Tối hôm qua thì chị cũng nghĩ đơn giản lắm, về nhà dùng xà bông trà rửa một chút xíu sẽ ra liền. Ai ngờ đâu, dùng đủ mọi cách rồi vẫn không thể nào mà có thể làm sạch được hết. Cả nhà có biết cách nào để tẩy cái màu dính trên tay hay không? Ok, chủ đề ngày hôm nay của chị em mình đó chính là làm slam với đất sét mua được ở trên Shopee. Đây là một cái hộp đất sét mà chị mua được ở trên Shopee nè. Được người bán giới thiệu là đất sét Nhật Bản, đất sét giấy Nhật Bản. Và cũng sẽ được làm được slumber bơ. Và cũng sẽ làm được slumber rất là mềm dẻo, giống như là đất sét Daiso chị em mình hay làm. Vô tình đi đến Daiso thì chị thấy cũng có hai loại luôn. Cái này là loại chị em mình hay dùng nè, thì chắc chắn là làm ra được Butter Slam cực kỳ đẹp rồi đúng không? Cái này thì không ai có thể chối cãi được hết. Nhưng mà bạn này cũng là đất sét Daiso luôn và cũng có rất là nhiều người mua. Hôm nào đó chị sẽ làm video thử nghiệm với loại đất sét này nhé. Có ai đã thử nghiệm hay chưa? Comment bên dưới cho chị biết với. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng bóc hộp và bắt đầu làm thôi. Let's do it. Đừng quên nhấn like, share, comment và subscribe nhé. Cái hộp này là 40g, màu trắng nè, và chỉ toàn là chữ Nhật thôi, nên là chị cũng không biết là nó là loại đất sét gì. Thôi mình bóc hộp trước coi xem sao. Đây, bên trong là được bao bằng hai lớp gói luôn. Bên trong đây có một lớp, bên ngoài có một lớp, và siêu lại như thế này để tránh không cho không khí vào. Cứ mở cái tay lên thấy là thấy ghê rồi. Để chị lấy cái kéo cắt. Đất sét này thì chị chưa thấy có màu khác, thấy người ta bán có màu trắng duy nhất à. Ủa sao không tìm được cái nắp vậy ta? Đây, một bản slam này cũng khá là nhẹ đó. Không có giống như kiểu của Daiso Clay, cho dù đã được gói hai lớp rồi nhưng mà nó bị cứng và bị chai này cả nhà. Ok, không sao, bác sĩ Pupu sẽ chữa cho bạn này. Ok, kiếm một cái đồ đựng như thế này nha, bỏ vào, và đây cũng sẽ là cái cách để chữa khi mà đất sét của các bạn bị cứng nha. Cho vô, kiếm một cái loại dầu xả nào đó mà nhà mình có sẵn á, cho vô xíu, sau đó là nhồi lên đều để làm mềm slam, lộn để làm mềm đất sét. Sau một thời gian cũng khoảng cỡ 5-10 phút á, thì đây chính là cái bản đất sét của chúng ta. Mềm ra như thế này. Ok. Rồi, bây giờ chị em mình hãy cùng làm slam basic nhé. Ý, nhớ phải bỏ vô một cái hộp kính, đậy lại không thôi lát nó lại khô lại mất công phải đi phục hồi. Ok, như mọi hôm thì mình vẫn cần phải có đồ đựng luôn nè. Rồi, keo sữa. Hôm bữa chị lỡ cho lố tay á, cái xong rồi không có đồ đựng, phải cho vào trong cái hộp giống vậy luôn. Khi cho trong chai thì dễ sử dụng hơn, không phải nha. Đây, dùng 2 muỗng thôi hen.
lâu lắm rồi mới cho keo sữa vô kiểu như thế này. Chứ toàn là bỏ trong chai xong rồi đổ ra cho nó tiện. Rồi tiếp theo phải cho một chút xíu nước. Đối với cách này chị sẽ cho thêm một chút xíu dầu xả. Nó có tác dụng giống như là lotion, giúp cho slam vừa bóng nè, còn vừa dẻo. Rồi, bây giờ trộn tất cả lên. Sau khi đã được hỗn hợp đồng nhất như thế này thì em mình sẽ cho activator vào. Từ từ nha. Ê trời ơi, từ từ mà nguyên một lần. Quá trời gì. Khuấy đều lên. Không biết là chị em mình có tìm ra được một cái loại đất sét để thay thế đất sét Daiso mà rẻ hơn hay không. Chị mua bạn này với cái giá là bao nhiêu ta? 30.000. Ô sẵn tiện nhắc đến Shopee thì đây là một cái nơi mà mua sắm được rất là nhiều đồ đạc luôn đó cả nhà. Mua cái gì cũng có hết, còn có các voucher giảm giá rồi. Nói chung là rất là nhiều thứ vui. Chị cũng có bán các nguyên liệu làm slime ở trên Shopee có tên là Pupusin, hoặc cả nhà có thể tìm kiếm Baby Kubo Home là cũng ra đấy. Các nguyên liệu làm slime cũng được bán ở trên đây rất là nhiều, nên nếu mà cả nhà muốn mua hàng mà không có sợ bị ba mẹ la là mua hàng online á thì có thể mua ở trên đây nhé. Chị thấy tiền ship ở Shopee đôi khi còn rẻ hơn là mình ship trực tiếp bằng bưu điện hay là việc theo post á. Này bao rắc, pha hơi lỏng hay sao nãy giờ cứ nhồi hoài cũng không có đâu vậy ta. Nhà bên cạnh của chị vẫn còn đang sửa cho nên là phải là tranh thủ làm, không thôi lát nữa là đầm đập 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 ầm luôn. Mà không biết người ta sửa cái gì mà lâu quá vậy, tại sao vậy? Làm cho mỗi lần quay clip á là phải giống như đi ăn trộm vậy cả nhà. Bây giờ sớm ơi là sớm, sao phải canh lúc nào mà không có tiếng thì bắt đầu mới quay clip được. Đây, một bạn slam khá là dẻo rồi đây. Ok, đã đến lúc sử dụng bạn này rồi. Cho nhiêu đây ta? Cho chút nữa đi. Trộn thôi. Nhìn thì cũng rất là giống khi mà chúng ta trộn chung với đất sét Daiso đó cả nhà. Không biết là có bị chảy dẻo không đây. Ôi trời, dẻo hay là chảy? Có vẻ là chảy đó, càng trộn càng chảy. Thì tức là bên trong nó có rất là nhiều thành phần là các cái loại bột, ví dụ như là bột mì, bột năng đồ đó. Cho nên là phải cho khá nhiều activator hoặc là từ đầu đã làm một cái base slam cứng rồi. Đây rồi, chảy quá. Càng cho activator thì lại càng chảy, bởi vì trong activator có nước đó. Thôi kệ, đây là coi như là thử nghiệm của chị em chúng ta nhỉ. Nhớ nha, bạn này cũng có thể làm được butter slam mềm như thế này đây, nhưng mà nhớ phải làm cái base nó cứng một chút, hoặc là pha activator nó đặc một chút, và khi mà đây mua về thì xài ngay, cũng đừng để lâu. Nếu mà nó đã lỡ là nó bị cứng giống như đất sét, mà lỡ bị cứng giống như chị thì cho thêm dầu xả vô để khắc phục. Ok, bây giờ chị đi khắc phục bạn này vậy.
Trời ơi, không sao. Hẹn gặp lại cả nhà trong video kỳ sau nha. Phần tiếp theo sẽ là phần công bố mini game đó. Đừng bỏ lỡ nhé. Bye bye. Alo Ola, và đây chính là giờ phút quan trọng để công bố chủ nhân của bộ đồ dùng học tập trong mini game đoán giá đồ dùng học tập chị đi cho nhà sách Back to School. Và giá của tổng cộng tất cả những bạn đồ dùng học tập này đó chính là 489.000. Thật ra là 488.000 mấy trăm, nhưng mà chị tìm thử kết quả 488 thì không có ai là chủ nhân hết, nên chị lựa chọn 489.000 cho chính xác nha. Đó là bạn Như Ý, và đây là kênh của bạn ấy. Như Ý ơi, em hãy liên lạc với chị bằng cách gửi tin nhắn hoặc là comment ngay bên dưới cái địa chỉ và số điện thoại của nhà em bằng cái tài khoản mà em đã dự đoán chính xác, để cho chị có thể liên lạc và gửi quà đến cho em trong thời gian sớm nhất nhé. Và bây giờ thì chúc mừng em, và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha.